Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Sau một cái thời gian mà quay diều mini, diều bé mãi rồi nó chán rồi, bắt đầu mình lại chuyển sang cái dạng nó không to hẳn, nó nhỡ nhỡ. Con này mấy mét anh? 3m2. 3m2 à? Một con diều full carbon 3m2 đến từ tay của anh Nguyễn Quang Trường. À, tiện đây thì mình xin có khả năng thông báo với các bạn luôn là sắp tới, do yêu cầu của mấy anh này quá là cao, thế đâm ra là anh yêu cầu mình bán carbon, bán nan, bán dây các kiểu. Bán carbon, bán dây các kiểu ấy, bán nan. Có khả năng sắp tới thì mình sẽ bán cả nan luôn. Đấy, để phục vụ cho anh em. Đây là trong cái video anh ba sâu TV, chuẩn bị cầm dây nhá. Anh cầm dây ấy. Ôi sao không cầm được giờ này đâu đâu. Không. Đó. Ở đây toàn người không có sức khỏe đâu anh. Em không có tiền đề. Đấy đây, Minh đây này. Anh Minh đây này. Ui, nó đáng đâu. Anh xin. Cầm dây đi. Còn thằng Ma nó cầm được mà. Không, những con diều đắt tiền như thế này thì em không cầm dây đâu anh ạ. Em không ngu. 3m2 cõng hòa đàn D55 à? Không. 55. À, D55. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quả. Cái gì đây? Chỉ khác à? À, cái này là khắc luôn ở đây này. Kiểu. Nhức. 3m2, 3m2 người ta đã bán 3,2 triệu thì cái giàn sáo thì coi như cho à. Quá rẻ luôn. Diều áo cũ nhá. À, biết là áo cũ rồi nhưng mà cái loại diều này cũ mới nó không quan trọng anh em ạ. Từ từ anh ơi, để cho bá đi. Bá ở trên em đâm diều toàn thế thôi. Diều áo này mới lại khung cũ mới nó không quan trọng các bạn ạ. Đấy. Có những cái con cũ nó còn ngon hơn những con mới cơ, thề. Giàn sáo này không biết là kêu có ra gì hay không nhá. Cam 360 này. Cam 360. Con X-Men này cam 360. Đây đây. Đấy. Đùa đâu. Anh em mình đang chuẩn bị test. Con này có khách chưa anh? Có rồi. Con này là hàng chưa có khách. Hàng chưa có khách à? Cả diều cả sáo ra đi 3 củ nha các bạn nhá. Quá rẻ. À, từ từ đã. À, được biết anh Minh anh ấy vừa chia sẻ là cả diều cả sáo ra đi cho con diều combo cả diều cả sáo này là 4 củ các bạn ạ. 6m3. 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 5m3 to nhỉ. Đấy, nó còn lên được. Con này anh Minh anh ấy cho biết là có bảo hành khung đàng hoàng nhá. 4 củ cả diều cả sáo anh em ạ. Đấy, anh vừa cho biết là 4 củ là cái con này của anh Minh nhỉ? À đâu, con này của anh Trường. Thế sao bảo anh Minh? Nhầm, lộn. Lộn. 4 củ cả diều cả sáo, 3m2 nó đã rơi vào 3,2 triệu rồi, 3 triệu rồi. Giàn sáo 1 triệu nữa. Quá rẻ luôn. D55, 13 quả hòa đàn. Không biết nó kêu như thế nào. Hòa đàn hay hòa coi? Hòa đàn. Miệng này thì cứ phải gọi là chơi biển anh em ạ, chơi gió biển. À đây con này, full carbon tiếp. Thâu. Mới làm nèo đầu luôn à? Quá khét. Mới làm nèo đầu luôn. Anh Trường này nói chung là làm diều mấy năm nay cảm thấy là khét, cực khét luôn các bạn. Combo 4 củ để xem lên trời nó như thế nào nhá. Nèo ăn nha. Nùi lại để quay, nùi lại. Về đâu? Nùi lại đây cho mày đâm, lấy đường mà đâm. Xuống ruộng à? Đâm dưới ruộng cho đít nó xuống dưới ruộng. Thôi, con này bé mà nó gì. 4 củ cả diều cả sáo xem lên trời nó như thế nào nhá. Bảo hành khung cho anh em luôn nhá. 3m2. Mình kết cái giàn sáo này các bạn ạ. Từ từ đã nhé, để em review cho kỹ. Mình kết là kết cái giàn sáo này. Đấy. Còn con diều này thì nó cũng nét như bao con khác thôi. Con diều này thì nó cũng đang nét và nét như bao con khác. Áo này, áo thương hiệu của anh Nguyễn Đình Dương. Áo diều Nguyễn Đình Dương, khung diều Nguyễn Quang Trường. Căng đét. Cọc tre nhá. Cọc tre nghe đã chất lượng rồi. Nói chung là trà để được. Trà được cái cọc tre mà đút cái dàn sáo này vào thì nó hơi cầu kỳ anh. Nó hơi bị lâu. Nếu đa số là mình làm cái loại sáo này mình chơi, mình toàn chơi cọc thủy tinh thôi. Tại vì chơi tre này thì nó hơi bị kỳ công. Nếu ví dụ mà con diều mà nó không chuẩn mà nó bổ cái thì bắt đầu lại phải thay cọc. À, thay cái cọc tre nó rất là lâu, vót nó lâu á. Đấy. Nhưng mà nét là được, đẹp là được. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn nhá. Không để anh em đợi lâu. Combo 3m2. Hòa đàn D55 13 quả, 4 củ. Nào. Ôi trời, trơn đấy. Từ từ. Nào, hai bạn lên nào.
khét nhất trời. Chả khét nhất ở đây có ai thả dàn đâu mà nó chả khét. Không nhiều nghe ngon thật. Mình theo cái suy nghĩ cá nhân và cái tai nghe cá nhân là con này nó chả lạc một tí nào cả. Đâm đến khung chạy căng đét cái khung vẫn thẳng tưng. Bốn củ cho một con diều như thế này thì nó gọi là, nếu mà bảo rẻ thì nhiều anh em mà không chơi, không chơi sâu thì sẽ bảo là đắt. Nhưng đối với mình thì, đấy, đối với mình. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Thì mình cảm thấy nó rất là ok, nó rất là rẻ. Hợp lý, được. Anh lên nhà này trước nhá. Đi, bây giờ anh em đi ra đấy, ra chỗ người cầm dây. Đây, cho em đi. Không, em, đi đây. Mà tí mà, không. Bây giờ anh đang cầm dây rồi, cảm thấy nó rất là vất vả. Nhân nhân luôn nha. Bán hết. Quả. Quả vợ vừa để nó không bán hết. Lấy tiền mua sữa. Khét. Lấy tiền mua sữa cho cháu. Quả sáo anh nghe khét mấy lạng anh em ạ. Được. Đây chốt. Có, đây có hố sâu lắm nha. Ok anh. Hết làm sốc ra. Nếu mà mình mà chưa có con 6 mét kia là mình chốt combo này để chơi rồi đấy anh em ạ. Cực kỳ nhẹ gió luôn. Ui, gió dưới nó chả có tí nào cả. Sắp quá nhỉ. Gió dưới nó chả có tí nào cả. Chạy nhẹ phát lên. Giả số này cong hết bành rồi. Không cong. Yeah. Ngàn cây ngựa. Căng không anh? Dễ lên không? Con này dễ lên không anh? Quá ok em, quá hàng okay. Siêu nhẹ gió. Siêu nhẹ gió mà khung lại còn cứng phải không? Khung bao bão. À không, khung chỉ bao rông thôi, bao bão không bao được. Sướng lắm, cầm sướng lắm, căng đét. Lùi xuống đi, tao rất thừa ra con vùa đấy. Amiang không lo. Ê đứng im này, độc đoạn dây à? Đoạn dây này chắc tầm bao mét? Trăm mét. Tầm bao, anh Trường này bao mét đây anh? Tầm này, bao mét? Anh Trường này, 200 mét thôi. 200 mét cửa? Độc đoạn này 200 mét cơ á. Quá khét luôn. Quá dã man anh em. Có tiền chơi dàn này. Con 3 mét 2 này nếu mà chơi ở trong thành phố mà cái khu đô thị vẫn chơi được. Vẫn chơi được. Nó có sân chơi. Đây là gió nhẹ phèo ơi, mình cầm dây cảm giác cái gì? Cảm giác nó vẫn còn nhẹ. Thi thoảng nó mới có cơn nó căng căng thôi. Nhẹ gió thật sự luôn. Con này đảo ghê quá. Sao bần. Đảo ghê nhỉ. Đâu. Con này lên ngon mà. Con ghé đâu mà nhìn xem mấy giờ xung quanh rồi. Con kia là hòa đàn. Nói về hòa đàn thì nghe nó ấy. Bao giờ nó cũng có một cái độ gì đấy nó cũng là hay rồi. Rất là hay. Hòa đàn hòa còi còn bò thì chỉ nghe nó chỉ kêu to thôi. Thế cho nên là mình lùi sang bên trái. Cho nên là mình à. Cho nên là mình bán bò ấy. Bán bò mình hòa đàn đấy các bạn. Cái đàn 95 của mình cũng là hòa đàn. Tại vì nghe nó kêu nó to quá nó chói tai. Ở đây em là diều đông nhá. Gì? Bên kia có một con kia nó cõng. Nó cõng đều bao nhiêu anh? 120 cơ à? Nhiều hơn 5 mét à? Mới làm xong hay sao? Làm xong đâu, con gà là 5 mét 53. Đây này, để mình chạy một tí cho anh em nghe tiếng sáo nhé. Được rồi, đây rồi. Nghe sướng nhỉ. Hòa đàn D55 13 quả 50. 50 à? 50 đúng. Hòa đàn này D55 mà 50. 50 á? 50 13 quả nghe sướng nhỉ. Cái lúc đâm lên anh chạy căng đét thế mà khung nó có cong đâu. Nó độ 25, nó độ 30. Vai anh có độ không? Vai mà độ đâu. Con này là liền à? Không rồi. Có vai không? Có vai. Đấy có vai luôn. Vai 25 xăng. 25 xăng. Không. Vai 25 phân cửa. Tất cả luôn. Thế là hơi cả lối cả ấy. À. Tất cả lối cả bác. Thế là hơi bị ngon, hơi bị cứng đây các bạn. Cho cái tầm tiền đấy mà. Bảo hành khung này, bảo hành cả sáo này. Mà mới có 4 triệu thì quá là rẻ luôn. Nhấc phút bốt anh em nào có nhu cầu nhấc con diều này thì nhấc máy ngay lên. Alo trực tiếp cho mình hoặc anh Trường nha các bạn nhé, để sở hữu con diều này. Đất vào đầu vậy. Để sở hữu cái con diều này về chơi trong cái mùa hè này thì quá là hợp lý luôn, mình cảm thấy quá hợp lý luôn. Sướng. Sáo nghe nó cứ phải gọi là du dương nhưng mà nếu mà thả về đêm thì mình nghĩ là dân làng thì họ cũng không thích cái điều này đâu.
Mình thả diều đa số 6 giờ này, mình còn kéo tầm 8 giờ mình đã kéo rồi. Ok các bạn, thì chủ yếu trong cái video này thì mình muốn review cho các bạn xem cái con diều này của anh Trường mới lên. Đấy, chiều có khách cả diều cả sáo, anh đang bán với giá là 4 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình hoặc liên hệ trực tiếp với anh Trường. Số Zalo của mình 0397454906. Đấy, anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp để tránh tình trạng trẻ con đặt hàng. Đấy, hay bị bùng hàng thì anh em nên alo trực tiếp cho nó uy tín. Bảo hành khung, bảo hành sáo luôn. Có nghĩa là không còn cái gì để khen cả. Nhiều ông bảo là cái thằng này thì con nào nó cũng khen, chẳng hạn nó là như thế, nhưng mà thực tế ra nó phải có cái gì thì mình mới khen được. Chứ nó nát nát xấu xấu lấy đâu ra một cái để mà khen, phải không? Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình nhá. Giờ thì khá là muộn rồi, anh em mình xin phép đi về thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh em cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhá. Bye bye.